lần. Thần chú là liều thuốc hay, là nước cam lồ phi diệu. Nghe gì tùm lâm? Trị lành các thứ bệnh. Nghe gì ạ? Nếu ai thành tâm. Nghe gì ạ? Trị tụng thì cứu bà. Nghe gì ạ? Cứu bà. Cứu bà. Cứu bà. Cái đèn camera sáng. Cứu bà. Nghe gì ạ? Thẳng cái chân ra kìa, hồi tế chân kìa. Thẳng cái chân ra. Thẳng cái chân ra. Không thể diễn giải. Chỉ có tiếng nghe lạ quá nghe. Nghe say xưa. Có sự linh ứng, hiệu nghiệm, tuột bực. Mà để đạt được chiếc màu. Nghe gì vậy? Nghe gì ta? Nghe gì ta? Phải cần. Nghe gì mà? Thứ nhất. Ơi. Không nghe không hiểu gì không cừ ta. Cha mẹ bệnh. Tôi xuất phát từ cái lòng lòng. Thẳng cái chân ra kìa, hồi tê cái chân kìa. Hơn nữa thấy cha mẹ cả đời lo cho mình như vậy. Cái chân ra kìa, tê cái chân kìa. Mà già rồi. Mà đau đớn dày vò xác rơi ra thảm thiết như vậy. Một người con bình thường cũng chịu không nổi. Thẳng cái chân ra kìa. Người con có hiếu lắm. Với cái tình thương, cái lòng hiếu thảo đó thì tôi mới có đầy đủ. Không nghe gì ạ? Cắn nha. Và cũng với tình thương lòng hiếu thảo đó mới động được lòng trời được. Thì yếu tố thứ nhất đòi hỏi là phải có tình thương. Cái yếu tố thứ hai là phải có một cái niềm tin tuyệt đối. Đối với bản thân tôi. Ủa, nó nói chuyện với cái máy kìa bà. Thì tôi tin tưởng. Nó nói chuyện với cái máy kìa. Mở cầm nghe gì đó. Niệm linh ứng là có thật. Tôi là một người nhà nghiên cứu khoa học cái thời hiện tại. Đứng chân ra con, hồi tới giờ. Rồi, đứt ruột rồi. Rồi, bấm gì vậy? Bấm. Hẹn giờ hơn. Rồi, làm lại. Mọi nơi, mọi lúc trong lòng mỗi người chúng ta thì chúng ta thích. Và tất nhiên trời Phật cũng không có phân biệt hoàn cảnh giàu nghèo, địa vị xã hội là nam hay nữ, người lành hay người dữ, không phân biệt những cái đó. Khi chúng ta lòng thành tin tưởng tuyệt đối là ngày có mặt ngay, nếu chúng ta tin tưởng. Cái yếu tố thứ ba là để trì chú đại bi mà đạt được cái hiệu ứng cảm màu đó. Mắc gì vậy? Thì quý Phật tử phải có một cái là tâm nguyện làm lành tránh dữ. Bởi vì đối với cái người bệnh đó, người bệnh thì đương nhiên phải từ cái nghiệp ra rồi. Mắc gì tùm lâm? Mắc gì vậy? Rồi biết tắt luôn ta. Cao thủ mang giáp mũ ta. Rồi làm sao mở lên cho hát vậy? Làm sao mở lên? Nghe tiếng đi rồi cả. Nó la in nổi rồi. Sao mở lên đây nè con. Đây tụi con. Khi mà mình là cái người chú đại bi cầu nguyện cho cha mẹ đó thì bản thân mình cũng phải làm lành tránh dữ nữa. Rồi cái người bệnh đó sau khi hết xong. Hay quá ta. Phải trì chú đại bi tiếp tục. Như là bà mẹ tôi chẳng hạn. Khi tôi xin cầu nguyện với Đức Phật Thượng Quan Thế Bồ Tát, tôi xin trì chú đại bi bằng một cái tấm lòng thành thì tôi phải làm lành tránh dữ. Thì sau khi ba mẹ tôi khỏi bệnh, ba mẹ tôi phải tiếp tục làm lành tránh dữ. Và như ba tôi là trì chú đại bi cho đến lúc mãn phần luôn. Gì vậy? Đến lúc mãn phần ba tôi trì chừng sao? Một trăm mấy gì? Căng hả? Căng hả? Ủa căng hả? Ủa căng không chị? Cho đến bây giờ một cái yếu tố là cái trì chú đại bi mà tôi đạt được sự nghiệp. Rồi, Đức Phật rồi. Với Phật tử hay là bản thân tôi cũng không được tính toán với trời Phật, cũng như không được dụ lại. Tôi nói tính toán với trời Phật là thế nào? Nhai. Bây giờ ví dụ ba mẹ tôi bệnh quá đó, tôi sợ là bao nhiêu tiền bạc của tôi chôn vô đó hết. Nên thôi thì tiền. Thôi không nghe kìa bấy. Cảm nghe vậy đó. Để mà tôi đỡ tốn tiền.
đó là một sự tính toán. Không thấy cầm hoặc nghe là cha mà. Mẹ tôi bệnh như vậy đó, bây giờ mấy chục năm gì đó tôi khổ tôi cực quá đi, thôi bây giờ chịu khó tôi trị kinh này để tôi khỏi cực nữa, đó là một sự tính toán. Phải xuất phát từ cái ý thức Phật pháp, từ cái niềm tin với trời Phật đó, từ cái tình thương mới được, chứ không thể tính toán gì được hoặc là vụ lợi. Bây giờ tôi ráng tôi trị cho cái người bệnh đó, người bệnh nó hết bệnh thì người bệnh nó trả cho tôi cái gì, trả tình hoặc là trả tiền, dân dân thủ thức. Hoặc là tôi chỉ cho người ta trị chú Đại Bi đó, thì người ta phải nhớ ơn tôi, người ta trả được cái gì, thì những cái đó hoàn toàn không có một cái hiệu ứng một chút nào cả. Một yếu tố nữa là như bản thân tôi đó, là phải thành tâm tha thứ với cái việc cầu xin của mình. Cắn dữ. Như giả sử như tôi là nhiều vô tình thương với cha mẹ, lòng hiếu thảo với cha mẹ, ngày tôi lâu cũng nguyện tôi làm lành chính dữ vậy, rồi tôi cũng là tin tưởng trời Phật tuyệt đối hết á, tôi không vụ lợi tính toán trong cái chuyện này, nhưng cái việc cầu xin của tôi bắn không này, thành tâm tha thiết chín, 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 rồi sẽ đến một lúc cái miệng tôi tụng mà lòng tôi không tưởng, tôi tụng là tụng lý có, tôi tụng vì cái bổn phận, cái tụng tụng để trả nợ. Hoặc là có người người ta có hiếu, người ta tụng cho cha mẹ người ta, thì mình cũng bắt chước tụng để tỏ ra mình có hiếu, thì cái đó lừa dối người thế gian chứ không qua mặt được trời Phật được. Hoặc là còn một đống thấy người ta tụng, người ta được cái phép màu, mình cũng tụng để hy vọng có cái phép màu đó, mà trong khi cái lòng mình không có thành tâm tha thiết, ồ bấm thì không bao giờ có được phép màu. Bấm lía chờ. Hoặc là ban đầu làm lại chú có thể chia sẻ những quan điểm cá nhân của chú từ khi đến mỗi lên là gì được không? Bệnh nó mỗi lên nó có những rồi rất chuột luôn, rất chuột. Cái việc hành trì Phật pháp thì chú Đại Bi cho cha mẹ hết bệnh đó, thì tôi lại được trời Phật ban cho đủ thứ. Đúng 5 giờ cái ban như quân sự vậy đó, là tới giờ ăn cơm của Tùng Lâm. Su Su không biết ăn mấy giờ nữa, Su Su ăn bất chợt quá. Bất chợt quá. Đừng xuống cho em ăn xuống. Ăn xong rồi tắm chắc nữa tối mới ngủ hả? Ừ. Ăn xong rồi chơi hồi tối nữa mình thay đồ. Dạ xuống. Rồi để em đi chơi đi. Đấy. Mày ăn rồi chơi. Ăn rồi chơi. Rồi tối rửa mình thay đồ đi ngủ, bình sữa nữa. Bình sữa dặm thêm nữa. Bình sữa tối có con đem ra chừng 4 bình chứ gì. Ngày 2 bình, tối 4 bình. Ngày đêm 6 bình. Ngày 3 cử, sáng trưa chiều. Cứ một ngày là ba cửa sữa, ba cửa cháo. Cỡ này tội không ăn. Không ăn, mình bị cắt hết cửa sữa một ngày rồi. Không chịu ăn thì ép ăn. Ép ăn. Mẹ đâu? Bà nội đâu? Đầu tư là chú Tư Lùng đâu? Ba đâu? Trời ơi, giấu đeo hả? Su Su đâu? Su đâu? Đây. Không biết. Su đây. Không biết. Su đây, Tùng Lâm đây. Giỏi quá. Tùng Lâm đâu Su? Bây giờ đố ai? Không có ai. Hồi đó hỏi Tùng Lâm đâu, Tùng Lâm Cà Mau. Tùng Lâm đâu? Tùng Lâm đâu? Đó, mày quấn đòn ha. Cứu à,
Mẹ đâu? Bà ngoại đâu? Cậu Tư Lùng đâu? Chị Thu đâu? Bà ngoại đâu? Ngoại? Ngoại? Ngoại đâu? Ngoại đâu Tùng Long? Ngoại đâu con? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại đâu? Bắt tay. Bắt tay ngoại đâu? Mẹ ra kìa. Chị Xu lên đánh trống kìa. Vô. Vô, qua đánh trống. À, chị Xu lên đánh trống đó. Hả? Á? Á? Kìa kìa, Xu leo lên được, nó leo lên. Kìa kìa, Vĩnh Tướng không leo lên kìa. Trời ơi, kìa cái chân bỏ lên kìa. Kìa kìa, sao em lên được vậy Su? Bắt đầu lên kìa Su. Bắt đầu lên kìa con. Ôi chị Su ẩm lên kìa. Dữ, chị Su ẩm. Ê, đừng đừng, để em tự lên con. Để em tự lên con. Đó, quay lại. Không từ. Ê, đừng 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 con. Bưng con đĩa chứ vậy, nhìn nhìn kìa. À, sao leo lên được giống chị Xu giờ? Chị Xu giờ lớn rồi. Hết trơ, bưng ông đĩa lên này. Ngoại đâu, ngoại đâu, ngoại đâu con? Ngoại đâu? Ngoại. Ngoại đâu? Mẹ đâu? Ngoại. Mẹ. Mẹ. Ngoại. Ngoại đâu? Ngoại đâu? Mẹ. Ngoại. Ở đây có mình mén rảnh nào quay mấy đứa nhỏ này chứ không ai rảnh chừng á. Mẹ. Ngoại. Ê ê, chui kiếm gì đó hả? Cút à. À, đó kìa kìa. Cừ. À, à. Rồi tìm cách đi làm sao leo lên được như chị. À, không được, con không ẵm em được. Hai đứa u đầu luôn. Đó. Ngoại đâu, xin ngoại miếng nước đi. Nước, nước. Mẹ ngoại xin miếng nước đi con. Mẹ ngoại xin miếng nước đi. Ngoại cho uống cà phê kìa, đút cà phê nút lia lịa à. Kìa kìa, nút kìa chị Xu kìa. Đó, nó chị Xu nút kìa. Ờ, mâm mâm mâm. Trời ơi, giỏi quá. Giỏi quá, nút cho em được luôn rồi kìa. Giỏi quá. Khoái cười kìa.
Kìa em uống hết rồi kìa Xu, đút nữa đi. Lại chị Xu đút nữa kìa con. Đi. Lại uống nữa kìa. Lại uống nữa kìa. Lại uống nữa không? Uống nữa không? Uống nữa. Uống nữa, uống nữa. Lại uống nữa đó Xu. Đút cho em kìa Xu. Nghiến, 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 nghiến. Rồi, ngon quá, giỏi quá, chị em giỏi quá. Cười, ổng cười kìa. Uống được nước rồi khoái mừng quá. Kìa kìa, nữa kìa, nữa kìa. Nữa kìa, nữa kìa. Kìa 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 kìa. Đó, đó, nữa, nữa, nữa. Ôi, dịnh, ồ, giỏi quá. Nữa không, nữa không? Uống nữa không Thục Lâm? Nữa không, nữa không? Miếng nữa, miếng nữa. Nữa, nữa, nữa. Giỏi quá. Con, đừng đừng muốn cục nước đá, em lạnh con. Nước thôi. Múc nước hả? Nó muốn cục đá nhỏ kìa, nó lạnh. Nước thôi, nước thôi. Nước thôi, con múc nước thôi. Đừng 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 có múc cục nước đá nhỏ, em lạnh nó nhả rồi kìa. Nước thôi, ừ đúng rồi, nước thôi. Không được, cao quá. Cái bằng đá được chứ giường leo quan cao. Leo quan cao không được con, không được, không được, té con luôn á. Kìa qua qua ngoại kìa, qua ngoại kìa, qua ngoại kìa con, đi, đi, qua ngoại kìa, đi, nhanh lên. Qua ngoại kìa, qua ngoại đút kìa. Qua ngoại kìa. Lúc à. Ơi ơi, cái ghế nhỏ xíu nha, leo té. Anh Hùng đi, anh Hùng hồi lặt rộng à. Đó, đó. Kìa. Anh Hùng. Anh Hùng kế bên cái bàn đó, anh Hùng không có được đâu nha. Đó. Rồi, vô rồi. Ngồi được rồi đó. À. À. Rồi. Tự leo lên đó. Ê ê, từ từ xuống nha. Úp cái mặt lại rồi mới xuống. Úp cái mặt lại rồi mới xuống. Mở hai gì kìa, mở hai gì. Mừng mở hai gì kìa Tùng Lâm. Nó hà mở hai kìa. Ha. Hà mở hai kìa. Trắng. Bên bên ngâm ngâm. Rồi nè nè, leo bên bàn luôn nè. Đó, trình diễn thời trang nè. Kìa 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 kìa. Kìa trình diễn thời trang kìa. Ê ê ê, được không? Đó. Đố bà ngoại bằng cách nào con leo lên được Lê Quang. Dữ dằn không? Đút em miếng Xu. Đút em đi, đút em đi. Hai chị em đút nhau đã lắm. Dục dục đi con, dục dục đi, dục đi. Dục gớt đất rồi, dục đi. Dục đi con. Đút em miếng đi Xu. Đút em miếng đi. Kìa coi nó đút nè. Coi miếng. Miếng. Miếng coi nó đút nè. Miếng. Ơi, cây Nguyễn Ca luôn kìa mấy ai. Nhìn nó kìa. Ơi. Có bánh đâu? Bà nghe bánh, bà hỏi bánh đâu kìa. Hai cái bánh xe. Bánh đang cho đó. Này có đâu. Nghe bánh, là bánh đâu. Bánh đâu Xu? Cái Xu đỏ ở quán.
Cho con vịt ăn chơi. Vịt ăn chơi. Trên mốt lớn nặng bán nha. Ở bà ngoại đi con, đưa bà ngoại đi con, đưa ngoại đi con. Thôi, cái này sao ăn được? Múc nước à con. Được rồi, múc một xíu nè. Nước hả? Dành gà, 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 kìa kìa ngoại đút kìa con, ngoại đút kìa. Ai ngoài đó mà nó hà? Ta coi coi ai ngoài đó mà nó hà. Cút à. Cút à. Cút à. Dữ dằn không? Ủa, dữ dằn không? Ông giỡn không đổ mồ hôi. Cho đi, cho đi, cho đi. Cho gì đi con? Đây. Cái cửa này phải giống cửa gào đâu mà lắc. Cột vô cho mấy đứa nhỏ nó lắc. Có giận không? Bởi vậy 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 mẹ đâu nãy giờ chơi quên mẹ rồi. Mẹ đâu? Ê ê, không có tuột xuống được à, tuột xuống là phải úp cái mặt lại. Úp cái mặt lại. Úp cái mặt quay vô. Úp cái mặt quay vô, đúng rồi. Úp cái mặt quay vô làm sao? Con vịnh cái gì? Úp cái mặt quay vô. Trời ơi, ơi, nó vịnh nó thế mình kìa. Vịnh. Ây da, ây da. Anh Hùng, anh Hùng, anh Hùng. Anh Hùng hay quá, không leo lên nha. Mẹ đâu? Mẹ. Không. Rồi leo vô đi. Leo vô với mẹ đi. Mẹ. 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 Sáng giờ ngủ không giấc cái gì mới em mới chơi nè. Hai đứa kìa. Đâu đâu chị Xu đâu, chị Xu đâu? Xuống, thấp xuống, em thấp xuống kìa. Hai đứa. Hey.
gửi cho ba tính coi nha. Ba tính. Ba. Cúc hà. Để ngoài kìa. Leo lên. Nó đi ra chiếc xe đi. Ờ, ê, hụt chân nghe nha. Sao mở đầu lại chứ không kia chết hả? Đó, cái đầu. Kê. Mày nhảy con rồi vậy? Có chân nhang. Trả dép chị Xu đó. Đưa đây. Xu, học chân nha, bước xuống từ từ. Thầy giúp mình làm gì? Thầy giúp mình làm gì vậy? Lấy ly chân cứng nhá, còn ai còn quên phải không? Đó. Tới bước thềm là con bò xuống. Kìa, đưa chị Xu kìa con. Đưa chị Xu dép đi. Bơi, đi nè bơi. Nắng. Đi vô. Vô. Nít. Ơi, xe nó đẩy té. Trời đất ơi. Té. Cái bồ nóng. Kêu chị Xu ra chạy xe đi. Xe này sao con chạy được? Đây, kiếm có chiếc dép rồi kìa. Đây. À kìa. Hai chị em Hà. Kìa, theo mở hai kìa, theo mở hai. À, chạy xuống giống sao chạy. Ở lên được trong bò. Ê, đâu hả? Tụi lắm. Em mở hai làm gì vậy? Đi chân không nha. Chừng em nha con.